Trân mến chào cả nhà. Hôm nay Trân quay video cho cả nhà Hello. xem Trân đi chợ mua gì và giá trị dinh dưỡng của từng món như thế nào và tổng chi phí là bao nhiêu nha. Đây là mình mua sắm cho nhà của mình, một người lớn, người già, một người già, một phụ nữ là mình và hai đứa trẻ. Đây, một đứa trẻ. Đó, một đứa trẻ đang ngồi viết bài nè. Và một đứa trẻ nữa là đang đi đánh trống. Ok. Đây, trước tiên đây là rau củ quả nhà mình tiêu thụ. Broccoli rất tốt cho sức khỏe. Đậu Hà Lan. Đây là các loại cá mình mua. Mình mua đây là cá cốt nè. Toàn bộ là đánh bắt ở Pacific Ocean. Ở đại dương xa ơi là xa. Đây là những loài cá của nhà mình ăn ha. Codfish, cá hồi, cá tuyết. Codfish là cá tuyết. Này là cá hồi. Này là tôm. Tôm cũng đánh bắt ở xa, ở ngoài đại dương luôn. Đây là, à quên nữa, mình nói nữa chút xíu về. Đây là thịt bò nè. Thịt bò Wagyu, một trong những loại bò mắc nhất thế giới, là bò siêu phẩm, rất là nhiều chất dinh dưỡng. Bò Wagyu hay còn gọi là bò Kobe cả nhà, rất là nổi tiếng thế giới với cái phần vân mỡ cẩm thạch dày đặc nè. Đó, người ta gọi là vân mỡ cẩm thạch dày đặc, rất là thơm thơm ngon và đẹp mắt. Bò Kobe rất là hảo hạng, là đặc sản của nước Nhật, rất là người ta gọi là cực phẩm trên thế giới luôn á, rất tốt cho sức khỏe vì bò này được nuôi và chăm sóc rất cẩn thận và giàu dinh dưỡng. Gì vậy con trai? Đây con trai đây. Đó, con trai ăn những món mà mẹ làm đây, rất khỏe mạnh. Đây, ảnh đang đi xe đạp, đang đi xe trong nhà. Quả bơ, mọi người biết đó, bơ rất tốt cho sức khỏe. Nhà mình già trẻ lớn bé gì cũng ăn hết. Bơ rất là giàu dinh dưỡng, tốt cho hệ miễn dịch và não, phát triển não của trẻ em. Giảm lượng đường, cải thiện cholesterol. Nó chống oxy hóa rất là tốt, giúp bé tiêu hóa rất là dễ dàng. Tốt cho mắt, giúp cho bé tăng cân, đẹp da. Nói tóm lại, bơ là một cái thực phẩm tuyệt vời. Cả nhà chưa thử thì cả nhà nên thử nghe. Còn cá hồi thì mọi người cũng biết rồi, cá hồi nó có rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ, nhất là omega 3, rất tốt cho hệ tim mạch và nó giúp bé rất là phản ứng nhanh nhạy. Cá tốt cho sức khỏe, giúp bé thông minh, da mịn màng và cơ bắp chắc chắn. Đây, cơ bắp rất chắc chắn, anh ấy chỉ mới có 10 tháng mà anh đã đi được rồi. Đây rất tốt cho não bộ của bé. Bé tên gì hả bé? Bé tên gì? Đây là trứng gà. Trứng gà nhà mình cũng ăn cái loại gà chăn nuôi thả giường chứ không có phải gà nuôi công nghiệp. Gà bên này, gà chăn nuôi thả giường nó mắc lắm nha cả nhà, tại vì nó rất tốt. Trứng gà thì nó rất là tốt cho não em bé, rất là nhiều protein tốt cho sự phát triển và tăng trưởng của bé. Đậu Hà Lan đâu rồi? Đậu Hà Lan đâu rồi ta? Đây, đậu Hà Lan có rất là nhiều khoáng chất và vi chất, có nhiều chất xơ tăng cường hệ miễn dịch, protein tốt cho xương, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư và chống oxy hóa, rất là tốt cho mắt. Đây là gà đậu Hà Lan. Đó, trái kiwi nhà mình mua toàn bộ là organic hết nha cả nhà. Đây, còn bơ mình mua cho trẻ con nó ăn thì là mình mua bơ loại grass-fed. Grass-fed này cả nhà. Đây, phô mai cũng vậy, mình cũng mua loại grass-fed luôn ha. Đây, 100% natural cheese. Và đó, nó làm từ bò ăn cỏ luôn ha. Còn dầu thì mình dùng loại dầu coconut và extra virgin olive oil. Cả nhà mua nhớ để ý nghe, phải là extra virgin olive oil nghe, phải loại
Tại vì có nhiều hàng nó pha không có cẩn thận nên mình phải mua mình nhìn kỹ lắm, kiểm tra kỹ thông tin trước khi mình mua. Và đây là sữa mình mua để Nè. mình làm bánh cho con ăn. Đó, anh này anh ngồi học bài. Đây là kim chi tốt cho hệ tiêu hóa. Và đây là sầu riêng. Rồi, sầu riêng thèm ăn mà các con của mình hả, ăn mà ghiền luôn. Đây là khoai lang. Khoai lang nhà mình ít có ăn cơm lắm cả nhà. Đa số là ăn khoai lang với bơ, với khoai tây, với các loại đậu. Đó. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Xin bye bye cả nhà đi con. Hôm nay là mình review đến đây. Đây là cái list. Đó, cái list dài sòng sọc shopping ở siêu thị Costco, siêu thị bán sỉ và lẻ. Đó, dài thằng lòn luôn. Lê Băng á, say, chào. Nói chào cô chú ông bà anh chị đi con. Lê Băng á. Tập trung chuyên môn viết rồi. Lê Băng á. Nói chào ông bà, cô chú. Nói đi con. Chú anh chị anh chị em em giỏi. Thank you everyone. Say thank you everyone. Thank you everyone. Good. Và đây là chủ nhân của hôm nay. Mặt mộc đẹp tự nhiên vậy cả nhà, không có xài gì hết trơn, chỉ đánh có cái môi không à. Cảm ơn cả nhà nghe. Nhớ nhấn like và ủng hộ kênh cho mình nha cả nhà. Đây, say bye bye cả nhà đi con. Đây là em nhỏ 10 tháng tuổi, ăn tất cả các món trên đời. Đa số mình cho các con ăn trái cây nhiều. Chuối, đây đây là dĩa trái cây của nhà mình nè. Đó, chuối, bơ, cam, đầy đủ các loại. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nghe. Bye bye. Mình quên còn món này nữa. Đây, Costco đang giảm giá nè. Các mẹ, các chị, các bà, các cô nào có ai cần thì mình vô mình mua nghe. Mình hiện tại đang mua sắm ở Costco. Và đây là đang giảm giá ở Costco. Rất là tốt cho da. Tháng 12, mình mua sắm tháng 12 ha. Đây nữa này cả nhà. Đây là cái hộp trà là cho con của mình ăn. Đây là cái món ăn vặt của các con và người già, trẻ em, người lớn luôn. Tại vì nó có cái lượng đường tự nhiên á, rất là tốt cho sức khỏe, không có dùng. Nói chung là nhà mình hạn chế dùng đường. Đây, không biết là cả nhà có hay để ý cái liều lượng không ta? Khi mà mua sắm á, tất cả các loại mình đều phải nhìn vô cái ingredient. Đây, cái chữ ingredient đây, đó cả nhà thấy không? Nó viết là organic melodies gì đó, đó là chỉ có cái đó thôi. Mình mua sắm lúc nào mình cũng phải nhìn cái thành phần, tiếng Anh của mình gọi là ingredient đó cả nhà. Nhìn vô cái nào. Đó, ví dụ như cái hộp peanut butter nè. Mình nhìn vậy á, nhưng mà nhìn phía sau vô cái ingredient á, phải nhìn kỹ nha. Đây, tại vì nhiều khi marketing nó họ họ dùng những cái thủ thuật á, những cái dùng từ á, mình không để ý á. Thì đó, ví dụ như cái này, thành phần nó là chỉ có dry roast organic peanut and sea salt, that's it, no any sugar anything. Tại vì các mẹ hoặc là anh chị em có thể mở ra và tìm những mở ra coi cái hũ peanut butter của nhà mình đang dùng á, nó có những cái thành phần gì trong đó, có nhiều loại, có nhiều đường ở trong đó lắm. Ví dụ như cái này cũng vậy, mình cũng chỉ dùng là đây là đường đường nhưng mà nó làm từ cái lá của một cái cây gọi là maple ở bên Canada, rất là nổi tiếng. Và hàng này là hàng organic và hàng hữu cơ luôn, 100% luôn, 100% nó là hàng hữu cơ. Đó, đây là cái chất đường tự nhiên mà mình dùng để cho con của mình và cả nhà mình sử dụng. Đây cũng là cái ingredient nằm đây, pure 100% pure organic maple syrup đó. Cả nhà mua nhớ để ý cái thành phần của trong đó nha. Tại vì nhiều cái bao bì họ để là họ trái cây này kia kia nọ, nhưng mà nhìn vô chất nó cái lượng đường của nó cao lắm. Mà đường là mọi người biết rồi đó, thủ phạm gây rất là nhiều bệnh, nên nhà mình hạn chế. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video.